Chương trình radio Cà Phê Sáng chúc cho tất cả các cô chú, anh chị một ngày mới thật đẹp và bình an. Đối mặt, chú Đồng bước sang tuổi 79 cũng có thể gọi là tuổi hiếm. Đương thời chú vẫn nói như hô khẩu hiệu: sống khỏe, chết nhanh. Con cháu lại tưởng ông chỉ nói lại quan điểm của người ta, có khi trong ông lại nghĩ khác. Nhưng không, khi đi khám ở một bệnh viện có vị bác sĩ là người nhà kết luận chú bị bệnh ung thư đại tràng giai đoạn cuối. Tôi về thăm, chú đang ốm nhưng tinh thần vẫn tỉnh thức. Đến thăm, tôi không hề đả động gì đến bệnh tình của chú cả. Việc đó đã có bác sĩ kết luận rồi. Chú cháu tôi chỉ ôn lại những kỷ niệm khi xưa chú còn làm giám đốc ở một vườn ươm cây giống. Chú đã từng lên rừng, xuống biển, sang cả Lào làm chuyên gia nông nghiệp. Những kỷ niệm buồn vui chúng tôi ôn lại. Chú cười, tôi lại cao hứng. Bây giờ ông có chết cũng được rồi, hỏi cả cái làng này, ai được đi nhiều như chú? Rồi thì ai cũng phải chết mà chú, có sợ chết cũng chết. Nghe thế mà chú lại cười to hơn, không giấu vẻ tự hào. Thực tế, khi biết bệnh tình của mình có tích cực chữa trị cũng không qua khỏi, chú Đồng đã xác định như đinh đóng cột, nhìn thẳng vào cái chết như câu khẩu hiệu: sống khỏe, chết nhanh. Hàng ngày ông ngồi trên chiếc ghế có thể ngả lưng được, ăn cháo thịt và những thức ăn mềm ít muối. Không đi bệnh viện, mặc dù bệnh tình ngày một trở nặng, đau đớn lắm chú cũng cố gắng chịu, không hề kêu ca. Y tá đến động viên tiêm thuốc, ông cũng từ chối thẳng thừng. Cuối cùng, đến khi ông không ăn uống trong 3 ngày liền, rồi lại đột ngột đòi ăn lại, như một phép lạ. Thế rồi sau đó, chú ra đi yên bình trong vòng tay yêu thương của người thân. Quá khứ thanh xuân, ta đã xây dựng bao nhiêu là triết lý sống, chuẩn bị phấn đấu cho một tấm bằng, được đi du học, phấn đấu có được ngôi nhà to đẹp, toàn gia xung vầy hạnh phúc, vân vân. Những triết lý hoài bão ấy thúc đẩy ta sống luôn lao về phía trước. Đến tuổi trung niên, cao niên, buộc ta phải nghĩ về điểm dừng và điểm kết thúc. Cái chết là điều chắc chắn, dù ta có sợ điều đó cũng vẫn xảy ra. Tại sao không có sự chuẩn bị cho sự kết thúc mà lại cứ làm tránh nó? Phải chăng có người cho rằng nói đến cái chết là xui xẻo? Ta thử nghĩ, nếu không có sự chết thì sự sống có tồn tại và phát triển hay không? Chết là để hồi sinh. Ông cụ cố của tôi khi đã 80 tuổi của cái thời phong kiến lạc hậu, cụ chuẩn bị cho mình một cái chết rất tự nhiên như chuẩn bị cho sự sống vậy. Cụ tích góp tiền từ bao giờ không ai biết. Đã đến lúc, cụ nói với các con đi kiếm cho mình một cỗ ván có tấm thiên bằng gỗ vàng tâm rất dày. Cụ mừng lắm, coi như mình đã làm được một ngôi nhà mới khi về với tổ tiên. Cỗ ván cụ lại kê ngay lối ra vào để khoe với các bạn già. Hàng ngày cụ thường vốt ve đến nỗi mặt gỗ nhẫn thín, nhưng có lẽ cụ quá vui mừng nên sống to hơn, da rẻ vẫn hồng hào, dáng đi nhanh nhẹn và tinh tường như có một phép lạ. Có đến 10% trường hợp bệnh tật không thể chữa được, thuốc men vào chỉ kéo dài sự sống tạm thời. Ngày trước thầy tôi lại nói, đó là bệnh dòm nhà, nghĩa là những thứ gì còn có giá trị trong nhà cứ lần lượt đổi nón ra đi để chữa trị cho người bệnh, đến khi nhà không còn gì nữa thì người bệnh cũng chết. Ngày nay, người bác sĩ biết rõ hơn cả. Khi bác sĩ đã nói rõ tình trạng của bệnh nhân là không thể thì đừng có phí tiền của, hãy chuẩn bị cho người bệnh ra đi trong thanh thản, đó là việc làm nhân đạo. Có ai trong tình trạng sống dở chết dở mới biết còn đau đớn cực hình hơn là xuống dưới địa ngục. Lúc người bệnh hoàn toàn không ý thức được nữa, người nhà thương cảm lại cứng còn nước còn tát, mọi cố gắng trong vô vọng mà thôi. Hãy chuẩn bị cho mình một cái chết ngay khi còn sống. Tác giả Vũ Trọng.
Chương trình đến đây là kết thúc. Nếu thấy hay, xin hãy đăng ký kênh, like và chia sẻ. Chúc cho khán giả của An Lạc Radio sức khỏe, bình an, vô lượng phước lành. Hẹn gặp lại chương trình lần sau.